Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ là sử dụng cái khúc gỗ này. Mình sẽ là làm một cái thanh kiếm đồ chơi để chia sẻ cho mọi người xem vui. Thì các bạn lựa cái khúc gỗ, cái chiều nó hơi cong như thế này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đo, mình cắt ngắn lại. Thì các bạn muốn dài hay ngắn gì tùy các bạn. Chứ đây là thanh kiếm đồ chơi, mình không nhất thiết phải là đúng kích thước nữa đâu. Tiếp theo thì mình sẽ là dùng dao mình gọt để tạo hình cái thanh kiếm. Thì sau khi tạo hình cái thanh kiếm xong thì bây giờ mình sẽ là dùng cái máy nhám mình chà cho nó láng lại. Tiếp theo thì mình sẽ là dùng dao
mình gọt cho nó mỏng bớt để mình làm cái phần lưỡi kiếm. Tiếp theo mình sẽ là dùng máy nhám mình mài. Những chỗ mà mình mài mái không được, bây giờ mình sẽ là dùng dũa để mình mài tay. Xong, sau cùng thì các bạn dùng vải, các bạn quấn cái phần cán nữa là xong. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái băng dính để mình làm cho nó nhanh gọn, chứ cũng không cần thiết phải dùng vải đâu. Như vậy là mình đã vừa làm xong cái thanh kiếm gỗ đồ chơi rồi.
Thì nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn nếu như các bạn có muốn mình làm những cái đồ chơi nào khác thì các bạn hãy để lại phía bên dưới phần bình luận, mình sẽ tham khảo và làm khi có thời gian. Thôi, mình xin là tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn thành công và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới tiếp theo của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.